Răng bị khóc khẽ, bạn bị hô, mốm hay cười hở lợi, thật sự muốn niềng răng nhưng mà có rất là nhiều lo lắng. Nào là niềng răng có đau hay không, không biết bao lâu mới xong, hay là nhiều tiền thế kia thì chắc đại gia mới có tiền niềng được. Vâng vâng. Thì hôm nay thì bác sĩ sẽ cho bạn 3 cái lời khuyên cơ bản nhé, trước khi bạn bắt đầu niềng răng nhé. Vinalize, một nụ cười thay ngàn lời nói. Đầu tiên và quan trọng nhất là chọn mặt cỡ vàng, tức là bạn phải chọn cái nha khoa uy tín và chuyên sâu về niềng răng. Ở những nha khoa này, ngoài cái chất lượng dịch vụ mang lại thì cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ có chuyên môn và cái quy trình làm việc chuyên nghiệp là những điều bạn có thể thấy được ngay từ cái lần thăm khám đầu tiên. Bạn nên tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến của những bạn bè đã niềng răng trước đó để tránh cái việc là vì ham rẻ mà chọn cái nha khoa kém chất lượng để tốn thời gian. Tại nha khoa Vinalize thì bác sĩ sẽ cho bạn một cái kế hoạch điều trị kỹ lưỡng ngay từ đầu và toàn bộ cái quá trình chỉnh nha của bạn sẽ được cập nhật liên tục trên phần mềm và bác sĩ sẽ cho bạn thấy được cái sự thay đổi theo cái thời gian liền. Cho nên bạn hãy yên tâm vì cái tình trạng của bạn luôn được theo dõi kỹ lưỡng nhé. Điều thứ hai là bạn đang thắc mắc là không biết liệu nên niềng khay hay là niềng mắc cài, thì đây là hai cái hình ảnh minh họa. Đây là niềng khay, đây là niềng mắc cài. Thì bạn có thể thấy là bác sĩ sẽ gắn những cái mắc cài và kết hợp với những khí cụ dây cung và những thứ tạo lực khác trên miệng để giúp di chuyển răng. Thì cái này thì có vẻ hơi vướng víu á. Còn đây là hình ảnh về cái khay trong suốt, thì bác sĩ sẽ gắn những cái attachment và cái khay nó được lắp ôm sát cái bề mặt răng của bạn. Cái này vừa đẹp mà lại dễ dàng vệ sinh, tháo ra lắp vào được ha. Cái việc mà lựa chọn giữa khay hay là mắc cài thì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như là điều kiện kinh tế của bạn, nhu cầu thẩm mỹ và cái mức độ khó của ca. Hiện nay nhiều nghiên cứu đã chứng minh là khay đã niềng đa số được các cái loại ca và có hiệu quả tương đương với niềng bằng mắc cài. Tuy nhiên trong một số ca khó, bác sĩ sẽ ưu tiên chọn lựa mắc cài hơn vì dễ kiểm soát cái cơ học di chuyển của răng. Nếu như bạn làm những cái công việc mà liên quan nhiều đến giao tiếp, ví dụ như là MC, ca sĩ, diễn viên hay là giao dịch viên, thì ngại đeo cái mắc cài bởi vì nó vướng víu và khó vệ sinh, thì khay là một lựa chọn sáng suốt cho bạn. Nhưng mà cần nhớ là phải đeo khay liên tục trong ngày, tháo ra khi ăn, thì khi đó mới đem lại hiệu quả nhanh cho bạn được. Như vậy nếu như bạn đang có điều kiện tài chính tốt, ca của bạn ở mức độ dễ hoặc là trung bình, thì niềng khay có thể là sẽ đem lại cái hiệu quả nhanh hơn và thẩm mỹ hơn cho bạn đó. Tóm lại là dù niềng bằng phương pháp nào thì bác sĩ cũng sẽ đảm bảo cái kết quả điều trị cho bạn. Và hầu hết các cái nha khoa đều có cái chế độ trả góp, cho nên là bạn đừng quá lo lắng về vấn đề đấy nhé. Thứ ba là bạn nên điều trị cái vấn đề răng miệng tổng quát trước khi niềng răng nhé. Cao răng viêm nướu trong ghê quá, vừa gây hâu miệng mà còn làm cho răng bạn yếu đi trong quá trình niềng răng nữa. Còn những cái chiếc răng sau này cần phải tráng, vì ngoài việc bảo vệ tủy răng thì nó còn giúp cho bác sĩ dễ dàng gắn mắc cài, đặc biệt là ở những cái vị trí mặt ngoài của răng. Những chiếc răng không mọc lệch như thế này thì nó sẽ gây ra cái điểm cản trở khớp cắn, vì vậy bạn cần phải loại bỏ, không những là phục vụ chỉnh nha mà còn giúp cho bạn vệ sinh răng miệng dễ dàng hơn, tránh sao răng và giúp duy trì cái kết quả niềng răng được lâu dài. Cuối cùng chúc các bạn có một lựa chọn và trải nghiệm niềng răng thật tốt nhé. Xin chào.